Wow. Oh, shit. Wow. 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 Oh. Cần UL Megabarra dây 0.8, ăn con vít 7 gram. Con này chắc tầm khoảng chắc 15 kg, mình đoán khoảng 15 kg. Đây là cái kèm Megabarra. Bơi với nó luôn mà. Bơi phải 15 phút á. Một mình một ngựa. Con cá để đời luôn rồi. Fuck. Không biết sao mang về trong trong đây rồi, đi ra đó là phải cây số, đi ra ngoài nhà là cây số. Giờ không biết sao mang về. Ăn dây 0.8 máy 3.000, nhưng mà dây 0.8 máy mình tính công mực. Trời, nó bơi. Mệt quá. Chắc phải xách nó về chứ để nó chết. Có gì giờ lết nó về cái đã. Cần đây. Cái gì mình lết nó về cái đã rồi tính sau. Dây 0.8 ăn con vít 7 gram anh ơi. Má ơi, đang câu cá cháo nó vô nó để một phát. Dây câu mực duel em ơi. Dây câu mực duel. Dây 0.8. May cái sợi leader nó đi chệch qua chứ đi sát đây là đứt rồi. Leader có 20 bao à. Cái chân nè. Chân còn chảy máu nữa nè. Ê, chuẩn bị lên xe về. Rồi em về tí nữa em chụp hình rồi em up sau. Chị he.